Kỳ quá. Rồi bây giờ anh cứ đẩy là từ từ trong gian nó chụp đi. Ghẹo cho vui. Ok rồi. Bây giờ là cái nhà thờ của bố Trạch, là nhà thờ của bố Trạch thuộc là Quảng Bình. We are in the Bố Trạch village of Quảng Bình province Catholic Church. Mới cất năm ngoái. Beautiful, năm ngoái. Yeah. Last year năm ngoái. Beautiful because located very far away from Huế. A group of Catholic community. Why? Because the king of Vietnam in 18th century does not accept the Catholic. So the father evacuated the whole village to this area, and now we see so many church, beautiful church like this.